đầu gành, anh vẫn mãi nhớ về em. Và nguyện rằng trọn cả cuộc đời cao nguyên bình, yêu chỉ có em thôi. Cảm ơn anh, anh hai rất là nhiều. Cô dạ. Cảm ơn cô. Chân thành cảm ơn cô Hai Tâm. Dạ. À, tất cả các anh em nghệ nhân đều biết cô là một mạnh thường quân của anh em nghệ sĩ. Nhắc lại ngày xưa, danh ca Hùng Cường, danh ca Hùng Cường, một tiếng ca từ tân nhạc đến cổ nhạc được mọi người yêu thích. Hôm nay anh Hùng Cường đã trở về quê cũ, và trong thời gian đó cũng do một tay cô đã giúp đỡ cho anh Hùng Cường. Anh em nghệ nhân chúng tôi chân thành gửi đến cô lời biết ơn về một sự lo lắng cho một nghệ nhân đã ra đi. Và hôm nay lại đón nhận chút quà này, xin gửi đến cô lời biết ơn trân trọng. Dạ, cảm ơn cô Tâm rất là nhiều. Em á, thì rất quý trọng nghệ sĩ. Trân trọng từ tân nhạc tới cổ nhạc. Là vì anh biết anh, cái cuộc sống á, mà không có người nghệ sĩ, không có tiếng ca, tiếng hát của nghệ sĩ thì người ta không làm gì được hết. Đi làm cực khổ về thì phải có nhạc. Mà nhất là cái cổ nhạc nó đi sâu vô trong máu, trong thịt của người Việt Nam. Vì vậy mà em rất trân trọng những người nghệ sĩ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đã đến cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam và đã ủng hộ cho nghệ sĩ Minh Cảnh. Tú Châu cũng muốn đọc thêm là Mai Chân và Anh Hà, tức là của đoàn Văn Lan, một đoàn Văn Lan là do Mai Chân và Anh Hà phụ trách là trưởng đoàn, tặng cho anh Minh Cảnh 200 đô la. Rồi anh Minh Cảnh có lời cảm ơn. Dạ. Mai Chân. Và qua lời của nghệ sĩ trẻ Tuấn Châu, anh cũng là một trong ba vị anh Văn Trung, cô Ngọc Đáng là trưởng, là trưởng đoàn, là trưởng ban cổ nhạc Phương Nam. Dạ, cảm ơn Tuấn Châu. Dạ, chân chân thành cảm ơn cô Mai Trân với món quà tinh thần thật quý đáng, quý đáng. Dạ, dạ cảm ơn cô Mai Trân. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng quý khán giả sẽ xem những cái chương trình hay trên chương trình Cổ Nhạc Phương Nam mà quay trực tiếp như vậy. Thì hy vọng quý vị khán giả lần lượt thì Tuấn Châu sẽ và Ngọc Đáng và Văn Trung sẽ mời những nghệ sĩ có tên lúc trước mà bây giờ thì ở còn rất xa. Tuấn Châu sẽ ráng cố gắng để mời quý vị ngôi sao đến với Cổ Nhạc Phương Nam. Rất là mừng. Dạ. Thấy á, phải nói là nếu những chương trình sau đó các bạn mình, ví dụ như là điển hình làm Bình Trang hay là Cảnh Trân, các bạn có những cái trích đoạn nào hay phải không, có thể các bạn sẽ diễn ở đây. Dạ, là vì trong chương trình mình đó là được khán giả rất là ưu ái, từ một tiếng mà bây giờ lên là một tiếng rưỡi phải không, và một tiếng 30 phút, phải nói là Ngọc Đáng với Tuấn Châu mà ngồi nói không có đủ chết rồi. Dạ, có nhờ các bạn cứu bộ. Dạ, thì bây giờ em đã nói với lại ông giám đốc với lại bà giám đốc trong cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam, thì từ đây về sau thì cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam sẽ càng ngày càng hay hơn. Yeah. Mà nếu mà quý vị khán giả thương mến chương trình Cổ Nhạc Phương Nam, có thể gửi check trực tiếp về cho đài truyền hình, ghi check là ủng hộ chương trình Cổ Nhạc Phương Nam, thì có những cái những cái chi phí đó thì càng ngày Cổ Nhạc Phương Nam sẽ làm thực hiện càng ngày càng hay hơn. Những cái trích đoạn trong cái chương trình mình như vậy. Thì những anh em lên trích đoạn thì dĩ nhiên phải có bồi dưỡng. Thì Tuấn Châu và giám đốc sẽ nói, đã nói với nhau rồi. Thì quý vị khán giả thương mến Cổ Nhạc Phương Nam có thể viết về ủng hộ cho Cổ Nhạc Phương Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, đó là để là cũng như là duy trì cái bộ môn cổ nhạc. Dạ, dạ, đúng rồi, mà càng ngày nó càng hay hơn. Dạ, đó là bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và diễn viên và các tất cả những ngôi sao hay là diễn viên trẻ đồ sẽ lên chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Dạ. Và có những cái tiền thù lao nhẹ nhẹ thì diễn viên sẽ hào hứng mà diễn nhiều hơn. Cảm ơn rất là nhiều. Tuấn Châu, đây là những người giữ lửa của bộ môn cải lương, mà khán giả là những người thắp lửa.
phải không? Hy vọng quý vị khán giả cho lửa, thắp lửa để chờ giữ bộ môn cổ nhạc phương Nam càng ngày càng hay hơn, hay hơn nữa. Những cái tâm huyết của Tuấn Châu, của bác Bảy Giang Trung và chị Ngọc Đáng, xin quý vị có thể gửi thẳng về cho đài truyền hình ủng hộ cổ nhạc phương Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Em Châu, em có để ý không? Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng vừa có một danh từ mới, em có biết không? Dạ, người ta nói là thường nói là hấp cơm, hấp thức ăn, và mới mới đây người ta còn có danh từ là hấp hôn, nhưng mà hôm nay hấp lửa. Và cái danh từ này đáng ghi vào trong sổ bộ. Không phải anh hai, có đây mình là những người có trách nhiệm để giữ lửa. Giữ lửa bởi trong bộ môn cổ nhạc. Rất lửa, là nhiều người và cùng nhiều bàn tay góp lại. Lửa mà hấp được là chuyện không phải bình thường. Không phải hấp mà thắp lửa. Thắp lửa. Thắp lửa. Thắp lửa. Dạ, tưởng đâu là cô nói hấp lửa không. Mình có quyền hấp lửa chứ. Dạ, thưa anh hai, tại vì anh hai là ở Xuyên Bang, anh hai không có ở đây. Nếu như ở đây, thí dụ như có Tuấn Châu, có Mai Chân, là những người không có ngại gì gian khổ hết. Phải nói anh hai thấy đi đây mà tổ chức một chương trình không phải là một sự đơn giản. Và từ mọi mặt, thí dụ ở Việt Nam á, mình có tiền mình mướn mình thuê người ta rất là dễ, còn ở đây ai ai cũng phải lo đi làm hết, thì các bạn đã phải lăn xả với nhau để làm. Có những chương trình như vậy, anh hai thấy như vừa rồi là kỷ niệm 5 năm của đoàn Văn Lan, thì phải nói là được tiếng vang vừa rồi, khán giả rất là khen. Và phải nói anh em rất là nhiệt tình trong từ những tiết mục, từ lẻ cho tới những trích đoạn, thì được bao nhiêu khán giả, rất là nhiều khán giả gọi vô. Thì lần này hình như là Mai Chân sẽ mang cái chương trình đó là lên diễn ở San Diego. Dạ, lên cho đó là sẽ diễn lại cái chương trình của 5 năm kỷ niệm của đoàn Văn Lan. Dạ. Ồ, dạ, chúc mừng cho cô Mai Trân sẽ được thành công cũng như cô Ngọc Đáng. Em Tuấn Châu, anh Văn Trung và toàn thể quý vị hai nhạc công của ban đài luôn luôn được thành công, luôn luôn mang đến quý vị khán giả một chút quà tinh thần cân xứng. Cảm ơn anh hai rất là nhiều. Và Tuấn Châu cũng cảm ơn những khán giả mà phương xa, chẳng hạn như vừa tuần rồi đã hát ở Indiana, ở Fairway, thì khán giả rất là thương mến cái bộ nhạc cải lương của mình. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đem những cái niềm vui, có thể nói là anh Tân và anh Rạng có thể nói là có thể đem cái chương trình cổ nhạc phương Nam về trình diễn ở đó. Thì hy vọng những phương xa mà muốn đem cái cổ nhạc phương Nam về diễn viên, về trích đoạn, về hát tại tiểu bang xa thì cứ gọi thẳng cho Tuấn Châu 714-890-2794 để diễn viên có cái cơ hội mà đi xa diễn. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì xin quý vị khán giả vẫn giữ đài truyền hình VSN TV trên băng tần 2073. Sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị. VSN TV phục vụ đồng hương Việt Nam trên channel 2073 DirecTV.